Cảm ơn em. Ôi, tối qua Dương ở với ông Quảng, hai người họ hú hí với nhau nên hôm nay mới cần đưa Dương về. Ê, chính xác là Dương là Sugar Baby rồi. Nói nhỏ tôi xem đi kia. Hôm nay bố em rất vui, chắc là anh sẽ có một ngày thảnh thơi đây. À, mới giờ em về, anh qua đón. Em đi xe của khách sạn rồi, không phiền anh đâu ạ. Đôi khi được làm phiền cũng là một niềm vui. Dù sao, chủ tịch cũng là bố em. Anh nghĩ em nên quan tâm đến bố em một chút. Bố? Tịch là bố em. Ui, ui, ui. Chị Tâm. Em chào chị. Đi chơi về rồi đấy hả? Thế nào, có kiếm được anh nào đẹp trai không? Còn phải nói nữa à, em chị lại bị da đẹp hấp hồn thôi. Mấy nay khách có đông không hả chị? Vắng em Dương có hơi buồn một tí, nhưng cơ bản là ổn. Chỉ có điều bên giặt là ít khách quá, chị thấy hơi lo. Cậu ra làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Dạ vâng ạ. Cho anh làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ở phòng 823 nhé. Vâng ạ. Chú, cháu chú ạ, chú Quảng ạ. Hai cậu ở bên công ty Cường Xuân à? Dạ vâng ạ, cháu bên Cường Xuân. Bao giờ cậu ta xuất viện, mời sang bên tôi uống chén trà nhé. Dạ vâng ạ. Chú đi ạ, chú đi ạ. Xong. Bác linh đỉnh ấy nhỉ. Bác sĩ ạ. Nghe đồn có một lời nguyền ở một cái lò gạch ở một thế kỷ trước, rằng nếu người phụ nữ múc cháo cho một người đàn ông, không biết là có hành hay là không có hành, nhưng mà họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Thế thì anh cũng nhầm rồi ạ. Nếu mà bám theo nguyên tắc mà nói theo ngôn ngữ hiện đại thì người đàn ông sẽ được nhà nước nuôi cơm cả đời, còn người phụ nữ về sau sẽ làm mẹ đơn thân, phải không cô giáo Nguyệt? Chỉ có cô giáo Nguyệt là không trải treo anh thôi. Để anh múc cháo cho cô giáo Nguyệt nhé. Cho Nguyệt ăn đi. Anh ăn kèm đi cho đỡ ngán ạ. Cô giáo Nguyệt ạ, chúng ta ngồi đây cứ như người vô hình ấy. Cô giáo Nguyệt, ăn đi cho đỡ ngán. Mình phải tự chăm sóc cho nhau thôi. Năng lực của em có hạn nên là một lúc em chỉ quan tâm được một người thôi ạ. Uầy, em tỏ tình lộ liễu vậy luôn hả? Cậu phải tuyệt đối giữ đúng vị trí của mình, chứ không phải là một thanh niên phát triển mối quan hệ một cách mập mờ với con gái tôi.